Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo khẩn cấp về sản phẩm pate nhãn hiệu Minh Chay ô nhiễm vi khuẩn có độc tố mạnh. 9 ca bệnh nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm này. Cục An toàn Thực phẩm vừa có cảnh báo khẩn cấp đề nghị người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm sau: pate Minh Chay, pate nấm Hầu Thù, ruốc nấm Harry vị hảo hạng, muối vừng Bát Bảo đặc biệt, ruốc nấm Harry hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng Bát Bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm xả ớt, ruốc nấm cháy tỏi. Đối với người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như trên cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời. Hôm nay, 29.8, trong thông báo mới nhất, Cục An toàn Thực phẩm cho biết trong thời gian qua từ ngày 13/7 đến 18 tháng 8, cơ quan y tế đã ghi nhận xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại các bệnh viện, trong đó, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiếp nhận 2 ca tại Bệnh viện Chợ Giấy TP. Hồ Chí Minh 5 ca và Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 2 ca. Các bệnh nhân đến từ một số tỉnh, thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở. Cục An toàn Thực phẩm cho biết qua điều tra cho thấy các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, địa chỉ tại tổ 2, TT Đông Anh, H. Đông Anh, Hà Nội, sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng trang website của công ty pate 1001monchay.com, minchay.com. Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm pate Minh Chay của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum type B. Đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử, độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong.